Điều nào thì đạt thành. Đích. Rồi bà con chúng ta nói chung là bà chị không có thích lên video nên mình thì mình cũng phải ráng lên video để mình giải thích cho bà con chúng ta. Thì tại sao cái cây sầu riêng của bà chị nói chung là trồng cũng ít thôi. Nhưng mà bà chị thấy thấy mình dễ thương đẹp trai quá, Mười mình lên video mình giải thích. Bà con chúng ta thấy nè. Ở bên trong là bà con chúng ta tách trái nhiều ha anh camera sẽ vô quay cho bà con chúng ta thông cảm là trời đây anh anh quay cho rồi anh nói cho bà con chúng ta thấy này thì cũng thông cảm là bà con chúng ta là trời nó tối ánh sáng cũng không được đẹp lắm bà con chúng ta thông cảm nha cái này nói thiệt luôn là quay bây giờ này là cũng chiều tà chạng vạn rồi thì cái trái này thực ra là cái mẫu trái của thái ấy, như thế này là nó cũng được rồi là tạm ổn rồi nhưng mà nó cũng khoảng cỡ tỷ lệ sáu bốn rồi gì không có được như 73 đâu nha cái này em cũng nói thiệt cho chị biết vậy đó à, rồi quay cho bà con chúng ta này ha nó méo ha nó cũng giật học rồi đàng hoàng ấy, chứ nó giật là giật từ lưu học chưa hết đó nói chung là nó cũng méo qua qua lại nhưng mà thôi thì chúng ta thấy đỡ đỡ nó cũng tạm chấp nhận vậy thì cái lý do tại sao cái lý do tại sao để bà con chúng ta mà làm làm cái vườn sầu riêng của bà con chúng ta sẽ tìm hiểu rằng tại sao mà cái vườn của mấy ông kia nó đẹp vậy còn cái vườn của mình này, nó nó sương sương rồi như thế này thì đây Ê bà chị à, em nhờ anh camera quay lại cho em coi ha rồi tại sao cái trái sầu riêng của chúng ta mà nó bị bị méo bị giật học thì bà con chúng ta nên nhớ này, trong suốt cái hành trình mà lúc cái trái sầu riêng của chị á đang giai đoạn mà nuôi trái á, nó bị đi đọt đúng không chị đúng, rồi. đúng ý là chị nói to lên để em vừa cái camera <laughs> không có quay chị mà, à, không có quay chị nhưng mà ý là là đúng không đúng phải không rồi cái thứ hai nữa trong cái giai đoạn mà nó đi đọt đó là thêm một phần nữa là trái nó có rụng nữa Nó có rụng nhưng mà thôi thì nó rụng nó còn về là quá là ok rồi Thì thực ra là trong cái quá trình mà chăm sóc với bà con chúng ta lưu ý này Tại sao mình hay nhắc với bà con chúng ta là trái chúng ta sau khi mà sổ nhị xong á Thì chúng ta nên chặn đọt chúng ta không cho đọt ở đi Thì đọt nó đi á là nó cạnh tranh dinh dưỡng rất là lớn đối với trái Trong cái giai đoạn mà trái nó lớn, à, lớn thì đừng nói là lên cơm nó lớn rồi là nó đã méo rồi nó giật rồi và khi mà chính chính chắc cái cây sầu riêng chúng ta nó đi đọt nó phóng đọt và lá nó mở ra thì nó sẽ cạnh tranh dinh dưỡng nó rụng một phần Nhưng mà cũng may là sao của chị nó rụng mà nó còn nay cũng còn bốn năm chục trái rồi đó bây giờ chúng ta chỉ thấy là nó méo trái thôi thì thực ra là cái trái sầu riêng của chị nó méo là cái đọt nó đi không phải là trong cái giai đoạn mà trước đây đâu mà trái chị mình lúc cỡ mà cỡ 60 ngày thôi là đọt nó đi mạnh đúng không chị đó, thì tùy theo cái sinh trưởng của cây Có cây thì 45 ngày, có cây 30 ngày nó đã đi đọt rồi Còn của chị á, là cây 60 ngày nó đi đọt Và khi 60 ngày thì đi đọt thì thường thường bà con chúng ta này, 60 ngày, 70 ngày, 80 ngày Nhiều bà con chúng ta thả đọt đi luôn Theo cái phương pháp à, thả đi luôn chứ bây giờ nó đâu có rộng nữa Nhưng mà vô tình chúng ta lại không hiểu được là nó đi đọt là trái nó sẽ bị méo và bị giật học Tại lúc này dinh dưỡng sẽ không gần như là không có tập trung vào nuôi trái mà nó sẽ là nuôi đọt và nuôi lá non. Tới đến hiện tại thời điểm hiện tại luôn nè. Cái vườn cái cái dàn dàn lá như thế này thì cái trái của chúng ta sẽ lên cơm rất là lâu. Cái này cũng nói thiệt với bà con là tại sao? Tại vì cái lá non của chúng ta nó đang rất là nhiều ở ngoài này một cái cười lá của chúng ta một cái lá non chúng ta thấy này 12 13 lá một cái chùm như thế này và toàn bộ cái cây chúng ta từ dưới lên trên là nó đang bị lá non hết thì cái cây chúng ta hiện tại nó đang bị phân tán dinh dưỡng và nó có bao nhiêu dinh dưỡng nó nuôi cái lá non sạch trơn sạch trọi à và cộng với cái thời tiết hiện tại nữa là thời tiết hiện tại chúng ta cũng thấy biết rằng đắk lắc bây giờ là thời tiết bước vào những giai đoạn mưa liên tục và mưa là nói rằng ưng sáng này nó nắng chiều nó mưa nhưng mà lưa thưa là lâu lâu nó mưa liên tục chứ không phải mưa cả ngày luôn nó thật luôn này vậy đó thì đây là để cho một cái bào con chúng ta có một cái bí quyết chúng ta khi chăm sóc cái cây sầu riêng chúng ta để trái nó lên lên tròn đẹp và đỡ giật giật học còn thêm một cái vấn đề nữa là bà con chúng ta cũng lưu ý Tất nhiên là chúng ta trồng 50 cây hai ba chục cây thì bao nhiêu cây cũng là cái kinh tế gia đình của mình nếu như mình xác định nó là cái kinh tế hoặc là một cái phần thu phụ của mình thì chúng ta chăm sóc cho nó kỹ một chút xíu trong cái giai đoạn mà sổ nhị sổ nhị nó cũng rất là quan trọng à, để nó thụ phấn cái vườn của mình chắc là không thụ phấn có không không có thụ phấn đúng không vậy thì bà con chúng ta thường thường hồi xưa giờ trên đắk lắc đắk nông á, là ít khi mà đi thụ phấn bằng tay tuy nhiên rằng bây giờ sau này bà con cũng phổ cập được những kiến thức chúng ta thụ phấn trong cái giai đoạn mà sổ nhị vào ban đêm cứ tối cửa dày rồi à, hai vợ chồng rắc cái đèn ra đèn pin ra rọi rồi, rồi. thụ phấn này bằng cái cái cây mà cây chổi quét quét phấn đó là chúng ta thứ nhất là chúng ta thụ phấn cái đó là là điều đương nhiên cái thứ hai tiếp theo là sâu bệnh nấm bệnh là chúng ta phải quan tâm bạn đi cái trái chúng ta mà nó cỡ to như thế này nè nó to như con tay cái như thế này thôi mà chẳng may là có con rệp sáp hay con kiến nó nó bu qua bu lại hàng sâu bệnh thì nó sẽ làm trái chúng ta công thành như cái bao tử nhưng trái của chị thì không công thành bao tử nhưng trái của chị thì quản lý sâu thì tốt đó anh có xịt anh có nói với em rồi sâu là tốt nhưng tự nhiên nó bị nó bị méo méo trái nó bị giật học thì do cái giai đoạn trái chúng ta 60 ngày tuổi và nó đi đọt thì bà con chúng ta thấy này ở trên đây thì trái chúng ta lại có những trái là trăm ngày tuổi có trái 90 ngày tuổi Nên bà con chúng ta thấy là cái video này em có quay là trăm ngày tuổi đúng không chị Đó chính xác đúng không thì nói chung là cái gì cũng bắt bài cho bà con chúng ta đấy vậy phải... cái này cái này tốt nhất là nên xịt cho nó già lá và chặn đọt luôn thì để làm gì thực ra trong cái cái cái, cái sản phẩm mà chúng ta phun chặn đọt và già lá nó có kali và lăng cao thì nó có cách đặc biệt là kali cao kali ở dạng sinh phát luôn thì nó đưa vào thì nó hỗ trợ nó lên cơm cho cái trái của mình luôn đó đó dạ ví dụ như kali hữu cơ nữa nè bà con chúng ta thấy này rồi mua công ty đúng không già lá rất nhanh cộng thiên hương nano xanh cộng với cái kali hữu cơ luôn thì chúng ta phun để hỗ trợ thì ra ở trong cái cây này nó đang có hai cổ trái đó nó cách nhau này cũng cỡ năm mươi ngày vậy đó đó, 10 ngày chứ không phải là 5 ngày đâu thì bà con chúng ta lưu ý vậy để mùa cái mùa vụ năm sau chúng ta làm tốt hơn nó hoàn thiện hơn mẫu trái chúng ta 82 <laughs> 82 không cần không cần 91 82 thôi 8 và hai thôi thì cái trái chúng ta sẽ tròn đều hơn và lên cơm nhanh hơn thì cái cạnh tranh dinh dưỡng hay không là bà con chúng ta lưu ý này anh tiến sát camera chút xíu hay vọng bà con chúng ta thấy vào cái đêm mưa như thế này đó cạnh tranh dinh dưỡng hay không là những cái lá như thế này còn non cái lá này cái lá này này trước đây này cách đây hai tuần thì nó y như cái lá lá này Đấy, nhưng cái lá này nó cạnh tranh dinh dưỡng Lúc này nó không có rộng đâu mà nó, nó có nghĩa rằng là Thôi thì bà con chúng ta này Nên nhớ này Cái tỷ lệ rụng nó ít hơn Chứ không phải là không rụng Nhưng mà lúc này Nên nhớ là cho già lá và chặn đọt rồi có nhiều ăn bao nhiêu Nhưng mà nếu như mà tính ra là thả mà thả đọt thì là khoảng thời điểm nào thả là tốt à, à cái này cũng rất là hay à, à, đọc chị đọc sẽ đọc. hỏi mình một cái câu và câu này mình cũng làm rất là nhiều cái video ừ. vậy cái thời điểm nào thả đọt là tốt nhất Đúng rồi. À, xin thưa với tất cả quý bà con cũng xin thưa với chị luôn nè cái thời điểm nào chúng ta thả đọt là tốt nhất nha khi mắt cua chúng ta nó ra tới này 2 cm chúng bắt đầu chúng ta kéo đọt bằng mọi cách kéo đọt và kéo đọt đi còn đến gần sổ nhị là chúng ta chặn liên tục luôn Gần sổ nhị chặn đọt và cho già dạ lá Nếu có lá non như thế này, già dạ lá chặn đọt Đến sau khi sổ nhị thành công Sổ nhị thành công xong, chặn đọt liên tục Và chúng ta canh chặn đọt Chúng tốt nhất là chúng ta chặn trước khi nó đi đọt mạnh nha rồi Trái chúng ta ở thời điểm 45 ngày đến 60 ngày Là nó sẽ đi đọt rất là mạnh Là bắt đầu trước khi 40, 45 ngày chuẩn bị chuẩn bị chặn đọt rồi Mình phun một cử chặn đọt mình ra bên ngoài nên là không cho nó đi đọt ra ngoài và trong suốt cái hành trình sau khi sổ nhị đến thời điểm thu chúng ta không cho nên nó đi đọt không cho nó đi đọt luôn không cho trẻ em ra đường giai đoạn đó chúng ta chỉ có một cái giai đoạn tuyệt nhiên là thả đọt kéo đọt khi nào lúc lấy kéo luôn trong phải thả nữa là sau khi làm bông thành công mắt cua nó ra ra một đến hai cm là lúc này mình sẽ tưới nước mạnh phục hồi để kéo cái bông ra ở trong ra và lúc này kéo cái đọt ra thì khi cái bông của chúng ta nó to như cái dứa bò chuẩn bị nở chứ nữa thì cái lá ngồi cùng của một cái cưa đọt nó sẽ như thế này nó cũng nó cũng còn non nha nhưng mà nó như thế này rồi thì lúc này chúng ta phun cho nó cử già lá nữa là nó đứng im mà bắt đầu sau quay trình là nó tự thụ phấn và bắt đầu mình sẽ tưới nước à, bên bình thường thì mình vẫn tưới nước bình thường sau cái sổ nhẹ nha rồi nói về cái quy trình tưới nước cho anh chị biết là lúc anh xíu xiết xí nước mắt cua ra thì bắt đầu mình dập nước ha, kéo đọt rồi bắt đầu mình cứ nuôi tưới nước đều và phải có lưỡi cỡ như thế này nó sẽ có trường hợp như thế này đang như cái vú uh, vú heo thôi, à, như cái hột bách thôi, à, thì tự nhiên cái lúc mình kéo mọi cách nó luôn nó không đi, cái lúc đó tự nhiên nó đi đọt, bà chấp nhận gần trước khi sổ nhị gần khoảng 2 tuần thì bắt đầu nó lững cẩn là nó còn thêm ở ngoài đây là những cái đuôi tôm nữa nhưng mà có hai cặp lá nhỏ, lúc này mình chặn đọt và già lá, phải bắt buộc phải chặn đọt và già lá rồi, rồi sau đó từ từ ở về sau là cứ quan sát cái cây của mình chặn đọt chặn đọt con bất cực chợt như là thí dụ như lúc trước đó chị quên không quan tâm quên cái vấn đề chặn đọt chờ cái chờ cái cây của mình á nó ra cái lá non hết rồi chị sẽ phun già lá chặn đọt sai không phải chị nên chặn ngay từ ban đầu còn mà chị chờ cái lá non rất là nhiều với bà con chúng ta đã sai lầm nè chờ cái lá nó mở hết cái đọt nó mở ra hết rồi bà con chúng ta phun già lá và chặn đọt là sai tại nó cạnh tranh dinh dưỡng hay không là cái lá non này chờ còn chúng nếu chúng ta phun chúng ta lỡ cỡ hai ba ngày là chúng ta thấy nó có đuôi tôm rồi hạt là năm 10 ngày đi mà đuôi tôm nó còn nằm khiếp cái lá như này chúng ta phải gọi là một cái cử gọi là đóng cái lá nó lại luôn và lúc này mình phun luôn á, thì khi nó lá nó mở ra là, là nó xanh luôn nó mở xanh luôn còn mà anh chị chờ nó như thế này nó mở ra anh phun cho già lá là lúc này một là trái mình nó méo hai là nó xuống đất hai vợ chồng dắt cái rổ đi lụm đấy thì mà thế là trong thời gian nuôi trái là không cho cần cho đọt đi đúng trong thời gian nuôi trái là tốt nhất là không Tôi cho đặt đi thì tới ngày cắt luôn giờ tới ngày cắt luôn cái đó là mình quyết quyết liệt ở chỗ đó còn trong suốt cái quá trình chăm sóc bà con chúng ta một năm mà mình làm có một vụ mà nói chung là ăn xong là phục hồi đâu phải là mình làm như kiểu miền tây là hai, là hai năm ba vụ đó bây giờ là mình cứ một năm một vụ đắt lắc của mình thì cứ làm như vậy và nhớ cái đọt của chúng ta là cứ ra đọt là rà nó chặn đọt đã là trái của mình nó sẽ lên cơm nhanh trái của mình nó không có bị giật học và mẫu trái của mình cỡ 82 là được rồi, ừ, ngon ngon là chín một. thì đây là cái 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 kinh nghiệm cái, cái 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 cũng như là một cái tài liệu để anh chị mà ngâm cứu sau này mình mình phát triển rộng hơn. còn bây giờ thì ừ, thôi thì mấy cây này chúng ta đang là thử, mới thử nghiệm luôn mới thử nghiệm. thử nghiệm nhưng mà để làm lớp sau này. Uh, thử nghiệm nhưng mà mình cũng phải hiểu được nó, Đúng rồi. mình phải hiểu được nó là cái, cái cây đi đọt này đây này em bứt một cái lá non như thế này cho mọi người đây tối rồi nhưng cũng thông cảm ha đấy thì cái lá non này chính cái lá này lá non này là nó cạnh tranh dinh dưỡng còn cái đọt nó ra nó còn nó còn nằm ở đây thì chưa đâu nhưng mà nó mở ra một cái nó xanh lét như vậy là lúc này cần dinh dưỡng này thì bây giờ mình phun là nếu như mình lỡ thì mình phun cho nó già đóng cái lá luôn khi nó mở ra nó lá nó nhỏ lại mình nó già chát đó là ok như vậy thôi mình sẽ không can thiệp hóa học không can thiệp hóa chất gì hết nhưng mình hiểu cái tính chất là mình phun lăng và kali còn nếu như mà có lăng và kali thì lăng và kali ở đâu thì nó có trong những cái sản phẩm của Willow Farm ví dụ như kali thì nằm ở trong cái mảnh lông nóc ao đọt cộng với silicon nữa còn ví dụ như có lăng và kali thì ở trong cái cái hũ già lá rất nhanh à, còn cái thiên hương nano xanh cũng chặn đọt và chặn theo kiểu hóc môn không môn sinh trưởng thì từ từ mình sẽ sâu thì từ lên bờ xuống ruộng sau rồi hiểu nhưng hôm nay là nói về vấn đề méo trái vấn đề chặn đọt thì em mới cố gắng nói thật dài và chi tiết cho chị để cho chị nắm ok bắt tay cá anh ruột ok Đây, ông anh nó bình định đấy bà con như nói chung họ thiệt có làm được sĩ không ok bye bye